đi đi. Chồng vũ em đến đây à. Mà gì thế vậy, có bán ít gì đâu, nghỉ nữa rồi. Có ai mà nó không lo. Nghe mấy chồng bận chân vô đám giọng miếu bệnh chết luôn. Đại bác hỏi nói là nó chỉ đi xuôi vô thịt sau này bệnh bệnh không có được. Bây giờ thì không sao mà nếu mà về sau mình bệnh á mình ngã ra bệnh á chứ bây giờ không có gì hết. Ham tiền lấy bả tiền nó mỗi gì lo bệnh đủ. Bao tay bao ủng rồi vô coi nó nói cái gì vậy.